Đây, đây. Đây, con này nhỏ nè. Cái để cái này ra đi. Coi dụng này á mà. Đồ quá trời cá luôn các bạn ơi. Đồ quá trời cá sạp không luôn. Ừ. Rồi chào các bạn nha, thì nãy giờ mình đi đặt mấy cái lời xong các bạn, giờ một hồi hai cho con mình sẽ đi ra ruộng mình thăm các bạn. Rồi con đi ra thăm lời với cha ha. Đó, nãy giờ đặt ở đó cái kìa, hay các bạn. Bây giờ mình đặt ở chỗ đó con gái nha các bạn. Đó, này đó con gái. Chứ ở bên góc bên đó con cái. Trời giờ chuyển mưa quá trời rồi các bạn ơi. Giờ hai cho con mình vô ha. Rồi một chút mình ra mình đi thăm lời hả con? Dạ. Vô. Giờ đi đặt xong mình vô các bạn ơi. Rồi nhớ đội nón theo nha, đội nón ra ruộng phải đội nón nha chứ không có đi đầu đần nha, mưa gió bệnh biết không? Dạ. Giờ mình sẽ vô để mà mưa xong mình ra mình thăm. Rồi chào cả nhà ha. Giờ hiện tại mình sẽ đi thăm mấy cái đục các bạn. Đó, giờ các bạn sẽ cầm cái xô cho mình. Mình đi thăm mạng mới vừa mưa tạnh xong, có nắng nè. Các bạn. Ê Khang ha. Có cá gì nè. Ủa cá rô nè. Cá rô khóc nè. Qua đây coi. Chừng có chừng lắm nha. Ủa.
cái đi cho cho. Thôi cái rô đã. Cái rô lắm mà các bạn mới vừa mua nè. Tự nhiên chưa kẹp thăm nữa là dính rồi. Đây coi còn. Đây nó phải lên dưới đề nó lóc lên theo này nè. Đây 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 một em nè. Nhiều em mới vậy chứ. Ồ con cái gu này nó bụng chà bá đẻ ra nè, đẻ nè. Nè con bự ghê luôn nè ha. Thôi bác bắt vô bác nấu canh cho con. Đã không? Tôi kiếm ở đây còn không? Đây nó lót theo đường này nè, đường lu. Đây đây con em đang lót. Nó nè cho con bắt con này nè ha. Con này nhỏ nè. Cho để cái này ra đi. Coi dụng này nó mạnh luôn. Cái dừng té nha. Cái dừng té hết trơn. Ủa xe gì nó chơi gì cha? Máy cài á. Không mà sợ mới cài, mới cài ta xới đất á là chuẩn bị xài lại bơm nước vô rồi. Chơi. Trời ơi. À là cái lợi. Cái lợi cho đặt ở đây nè. Con đi trước đi. Nào. Nè, nó con đi đó đi. Đi đó trước đi. Nhưng mà con sợ lắm. Con lại đó con dở đi. Con dở hay chờ dở? Con dở đi. Chạy nhanh đi. Vậy con đi lấy đó con bỏ xô đó con dở luôn. Đi. Ta chừng ngã rớt. Đó. Chừng té nha. Đây cho cầm cho để con ngã hết mấy cái cà rô. Đây cà rô, mấy cà rô mình mới bắt được các bạn. Nè, mới ná nè. Đó. Đây nè. Cho thấy có cá nè. Thôi con đi lọ vòng lên kia đi. Nè nè con xuống đây. Chừng té nha. Xuống đây. Đâu. Nè. Rồi dở này ra nha, ba chỉ cho cách mà mình thâm lập nha. Mình dở cái này ra trước. Hôm nay mình dở ra hồi mình đặt lại nha các bạn. Tại giờ mới mua xong á. Đồ quá trời cá luôn các bạn ơi. Đồ quá trời cá sạp không luôn. Ừ. Có con nào mới nhả kìa. Đây nè các bạn. Có chân có đồ nữa. Ừ. Bộ ơi, cá. Khoan để ba chỉ cho Trúc nè. Mình rỡ cái này ra nha. Dạ. Rồi con. Mẹ khoan. Mấy còn mấy cái kia. Cha còn cái lợp kia đâu cha? Ừ. Còn cái lợp kia đâu? Lợp kia bác đặt đăng ký á. Trời ơi. Tiếp mấy này xuống đi. Từ từ. Rồi. Nè con chút đi. Đâu? Nè chút vô đây. Vậy con ốc mà cha. Ừ vô ốc nữa hả? Rồi chút đi. Chút vô. Ừ. Còn có hai con cá này. Ô nó nhảy ngàn con à. Coi chừng nhảy đó có con nữa. Đây các bạn. Đó, quá đã luôn nha. Đặt này là chủ chiều nay đủ đủ ăn. Để cho đặt cho. Để cho đặt lại con không biết đặt đâu. Thôi để cho đặt chứ. Thôi sáng ngày cha dở nữa. Thôi đừng bơi nữa. Thôi xuống này dạ. Thôi xuống là nó tốt nghiệp luôn. À, pha cho xuống đi nè. Đây. Thôi cầm. Dạ. Kéo lên cho nó hết nắng mấy con cá vô chứ. Bui nữa, bui nó chấm lọc đây. Ồ, quá cá luôn. Rồi đi. Cho mình dùng cho ốc nha cha. Ok, các bạn ơi, giờ mình sẽ đi thăm cái thứ hai nha. Cái thứ hai mình nằm ở trên kia kìa, mấy chú đang dân dịch kìa. Đó, trời mới vừa trận mưa xong đi. Nãy con không đi, con đem theo nón để mưa ướt hết. Từ từ té đổ hết cá luôn á. Cha cầm đi, con bay qua. Rồi, để ba cầm cho. Ồ.
Thôi nhảy bằng đi. Tới cái lò thứ hai rồi. Ngày đứng đây để ba ấy nhờ. Còn lại đây con giữ cái thùng đâu giờ đâu? Đây ha. Hả? Dạ. Có mấy con? Cái này được 2 4 5 6 7 con. Má ơi. Đây đây mình đổ vô luôn các bạn. Có 5 hơn. 6 con cá gì à? Ừ, con này ít hơn cái lọc hồi nãy. Ừ. Trời ơi, nó ngon ghê. Dưới đây. Con đổ phụ cha đây. Nè đổ phụ cha ha. Dạ. Nè con Vũ chút à, Vũ. Trời ơi. Rồi. Đây. Ở đây mình đặt lại. Từ thôi. Rồi chào cả nhà ha, mình sẽ hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Nếu cả nhà thấy thích video thì hãy đăng ký cho mình một like, chuông đăng ký để ủng hộ mình nha các bạn, ủng hộ biết khen luôn. Chào, quẹo qua đây hả? Đúng rồi, quẹo qua luôn. Rồi, mình chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.